Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi đã triển khai nhiều phong trào nhằm tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn ngày càng khởi sắc. Ngoài những công trình do nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn xã, còn có những công trình mang đậm dấu ấn nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó nổi bật là mô hình thắp sáng đường quê đã mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân hưởng ứng tích cực. Năm 2020, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hưng đã chỉ đạo cho mỗi ấp chọn ít nhất một tuyến đường nông thôn để xây dựng mô hình thắp sáng đường quê, đồng thời chọn tuyến đường ấp Trung Hưng 2 làm thí điểm mắc 40 bóng đèn năng lượng mặt trời ở mỗi trụ điện dọc theo tuyến lộ với tổng chiều dài 2.400m, kinh phí lắp đặt hơn 50 triệu đồng, trong đó Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ 10 triệu đồng, số còn lại được vận động nhân dân trong ấp đóng góp. Trước đây, khi hệ thống đèn đường chưa lắp đặt, tình hình mất an ninh trật tự, trộm cắp giặt nơi đây thường xuyên xảy ra. Từ khi có đèn đường, tình trạng phức tạp trên đã giảm nhiều. Bà con nơi đây rất đồng thuận trong việc triển khai mô hình thắp sáng đường quê. Trước đây thì đường lộ thì tối tăm, thì phức tạp nhiều cái như trộm cắp gì đó. Bây giờ đường xá sáng sủa thế nào cũng đỡ hơn cho nông thôn. Sớm mắt thì gì cũng mừng thôi. Trước đây là đèn không có, nhưng mà giờ cũng có đèn, nhưng mà giảm tệ nạn xã hội. Cấp chó cấp này nó cũng giảm hết trơn á. Như vậy tôi cũng mừng quá. Trước khi triển khai mô hình, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã khảo sát vị trí tuyến đường để tính toán chi phí cụ thể, đồng thời tiến hành họp dân lấy ý kiến biểu quyết và bà con đều đồng tình ủng hộ. Sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, sẽ góp phần không nhỏ trong việc làm thay đổi diện mạo của nông thôn, giảm tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, công trình hoàn thành giúp người dân vận chuyển lưu thông hàng hóa dễ dàng vào ban đêm. Nhận thấy hiệu quả tích cực từ công trình thắp sáng đường quê, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hưng đang tiếp tục nhân rộng mô hình này. Xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các ấp còn lại tổ chức vận động xã hội hóa các cái hộ dân để thực hiện các cái tiêu chí nâng cao và thực hiện tiếp theo cái tuyến đường sáng xanh sạch đẹp như ấp làm điểm để tiến tới cái xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Có thể nói, việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường nông thôn ấp Trung Hưng 2 là một trong những công trình nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Ánh đèn đường góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân. Công trình thắp sáng đường quê không chỉ mang lại những hiệu quả thiết thực, cuộc sống yên vui cho bà con nhân dân, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới của người dân, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới ở Vĩnh Hưng.